Thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề của một vị tu đắc đạo viết lại đã hàng trăm năm rồi, mà hôm nay á mới đúng với cái thời cơ mà coi như là hợp với lại tất cả chúng ta, cho nên Tuyết Già chia sẻ đúng lúc để cho các bạn giống như là biết rằng là những lời mà khuyên của Phật để lại cho chúng ta. Đây là những lời của vị tu đắc đạo mà viết nha các bạn, chứ không phải của mình nữa. Những cái từ mà thấy nó bình thường, bình dị mà người đời cũng như ai cũng có thể biết những cái câu này hết. Mà những cái câu này là tới bây giờ nó mới lại giống như là nó xảy ra. Tức là vị này nói rằng là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Quá hiểm sâu lòng dạ thế gian, giết người bằng mọi kế ngoan. Nghĩa nhân lánh mặt đạo đàn ngơ tai, khắp Âu Á tranh tài đấu sức. Tạo khí binh ác độc vô ngần, khí hùng càng lúc càng tăng. Tăng cho đến tột đầu xăng mới dừng. Trên con đường tạch chân giáo đạo, sẽ gặp nhiều gió bão hải hùng. Yêu tinh chẳng đón khắp cùng, dạy con lấy kim thư hùng bảo thân. Con ơi nhớ lời khuyên của Phật, thứ yêu này ác nghiệt vô cùng. Vị này nói rằng á, những cái lời này á thì cũng là nghe nghe qua thì ai cũng đã nghe rồi, giống như dò sông dò biển dễ dò thì người đời cái này cũng thường nói ra, nói đúng không các bạn? Nhưng mà nói những cái câu này nè, giết người bằng mọi kế ngoan. Cái kế mà ngoan đây á là coi như là ngoan cố nha các bạn, chứ không phải ngoan ngoãn. Đó, coi như là mọi cái kế ngoan là ngoan cố, ngoan ngạnh, ương ngạnh đó các bạn. Những cái lời mà những gì mà tu đắc đạo viết á rất là sâu xa các bạn. Nghe từng chữ nghe rất là sâu xa, cho nên Tuyết Già mới chia sẻ để cho các bạn giống như là chặn đứng lại những cái quỷ ma hiện tại bây giờ. Nó quá nhiều trên trần gian mà các bạn không biết đâu là quỷ ma, đâu là Phật Pháp. Nó lộn xộn coi như là nó trà trộn tùm lum hết. Bởi vì sao? Nghĩa nhân lánh mặt mà đạo đàn ngơ tai. Nói tới cái nghĩa tình, cái nhân đạo, cái con người, nhân là người đúng không các bạn? Nói nghĩa nhân là nó lánh mặt, nó không cần biết cái nghĩa nhân gì hết luôn. Rồi không còn đạo gì hết luôn. Cái tai nó giống như là ngơ tai, là chữ tai y đó các bạn. Y ngắn tức là nó cái tai mà nó có giống như nó điếc vậy đó các bạn. Nó khổ như vậy đó. Rồi ngài viết là khắp Âu Á tranh tài đấu sức. Mà ngài viết coi như là hàng trăm năm rồi. Mà nhiều khi mình nhìn á, mình không có thấy. Rồi tới lúc này mình mới thấy đó các bạn. Thấy rõ ràng không? Nó rồi tạo khí binh ác độc vô ngần. Từ đây sắp tới nhân loại sẽ có những cái khí độc, những cái gì mà chuẩn bị đi nha các bạn. Thì cái này Tuyết Già xin chia sẻ thêm luôn. Tại vì Tuyết Già học biết nhiêu thì chia sẻ nhiêu. Những vị tu đắc đạo nói cho mình rằng là con ơi phải ráng ăn tàu hũ cho nhiều đó. Coi như là mới có tránh được cái khí độc. Cái đó là thật sự nha các bạn. Tuyết Già không phải nói mà để nói chơi hay nói giỡn, nói đùa đâu. Đây là những gì mà tu đắc đạo cũng thường nói như vậy. Mà hồi xưa mình nói ủa sao ngộ ghê vậy, sao mà ăn tàu hũ mà nó cũng như là nó tránh được khí độc. Tức là ý nói rằng là mình tu đó các bạn, rồi mình không có làm những cái việc gì nó ác nghiệp á, thì được Phật trời che chở. Bây giờ Tuyết Già mới hiểu, chứ tự nhiên nó ăn tàu hũ cái là tránh hết tất cả. Nhiều vị sư nói đơn giản vậy đó, mà mình hiểu là mình phải giống như nghĩ hơi nó sâu xa ra, mình thấy nó rất là hay. Nó rồi tạo chi mà khí binh ác độc vô ngần. Tại sao mà những cái lời mà của vị đắc đạo á khuyên mình tu mà lại coi như nói rõ ra cái sự như đời như vậy để cho mình hiểu rõ mình mới tu.
Chứ giờ nếu như á mà mình nói tu đi hồi xưa tất cả những gì mà tu đắc đạo á, những người mà cũng như những người mà đã cũng như tu sĩ nè, tất cả những gì mà đã tu nhiều năm đó các bạn, thì cũng khuyên mình cũng nói vậy đó, nói tu đi con mà không chịu giải thích rõ cho mình lý do làm sao mà tu. Thì bây giờ tiết già học mới biết rằng à cái lý do là ác độc quá rồi, cái khí độc nó thải ra khắp coi như là trên trần gian này, cho nên mình phải tu để tránh khí độc. Mà tại sao tu mà tránh khí độc là được Phật trời che chở, nó khí hùng mà càng lúc càng tăng đó các bạn thấy không? Cái khí hùng này á là cái khí mà gọi là cái khí độc mà nó tột tột đỉnh luôn, nó hùng mạnh luôn, mà càng ngày nó càng tăng tăng cho đến tột đầu xăng mới dừng. Tăng chừng nào mà cho nó đến tột mà coi như là cái đầu mới chịu dừng, là coi như là nó ngủm cụ tèo rồi đó các bạn, mới chịu dừng. Hồi ác gì mà nó ác dễ sợ luôn, ngày hôm nay nhân loại đi vào khổ đau mà nó không thương tiếc, coi như không có nước uống rồi không có những cái gì mà sự sống trên trần gian, rồi không có thuốc uống nữa. Giống như là hiện tại giờ trong một cái quốc gia mà gọi là Ukraine hôm nay, là có một cái tỉnh thành hay là một cái thành thị gì đó các bạn, nó bây giờ mobifone gì đó là mà người ta không có, dân chúng không có mà gọi là nước để uống luôn các bạn. Thấy như vậy rồi nó ác gì mà nó ác dữ vậy, rồi làm sao mà nó sống được mà thêm được vài phút vài giây hay là vài năm vài tháng gì nữa, để mình coi thử cái yêu tinh nó đến chừng nào mà nó mới chấm dứt đây, để cho nhân loại coi như là chấm dứt cái sự mà gọi là khổ đau. Rồi nói rằng là trên con đường tập chơn giáo đạo sẽ gặp nhiều gió bão hải hùng. Nếu trên con đường đời sự sống của chúng ta mà nếu mà chúng ta chắc tách ra cái chơn giáo đạo là chúng ta không có còn mà đi vào cái con đường đạo đức nữa, tách hẳn ra những cái chơn pháp giáo truyền, thì chúng ta sẽ gặp nhiều gió bão hải hùng. Đó là cái câu này nó như vậy đó, nó nếu mà mình tách hẳn ra, mình không có còn mà cái con đường đạo đức nữa, không có nghe lời giáo pháp của Phật Phật dạy nữa, thì mình sẽ gặp gì? Gặp gió bão hải hùng. Nó rồi cái sự sống của mình nó phập phồng, nó hồi hộp, nó lo toan, nó đủ điều hết, thay vì mình ăn ít thôi, mình ăn chén cơm giống như là đậu hũ mà chan nước tương thôi là mình ngủ nó rất là ngon, đúng không các bạn? Như tiết già nhìn là ngủ ngon lắm các bạn ơi, ăn coi như cơm với đậu hũ không có lo gì, đâu có tốn tiền gì nhiều đâu, đâu có cần hột xoàn xe hơi nhà lầu hay là những cái gì mà kim tiền, những cái gì mà nó như là nó quá độ tham lam đâu, cho nên ngủ rất là ngon. Rồi rồi nói rằng là yêu tinh coi như là chẩn đoán khắp cùng. Nó hồi xưa tiết già cũng biết của yêu tinh là cái gì mà nó chẩn đoán vậy, mà thật sự là bây giờ nó chẩn đoán chúng ta khắp cùng coi như là cái trên cái cõi ta bà này, cho nên vậy con lấy kiếm thư hùng bảo thân đó. Tiết già học biết nhiêu chia sẻ nhiêu nha các bạn. Tại sao mà Đức Phật dạy mình như vậy, cái gì cũng như là tu đắc đạo này dạy mình vậy, con lấy kiếm thư hùng bảo thân. Kiếm thư hùng là kiếm gì, các bạn có biết kiếm gì không? Đây là cái sự bi trí dũng của người con học Phật, người tu nhân tích phước, người học Phật, chứ không phải lấy kiếm ra mà đánh người ta đâu các bạn. Kiếm thư hùng này là kiếm của một người hùng, của một một vị tu đắc đạo, của một người con Phật, của người của những người Phật tử. Đó là kiếm thư hùng, là nói về coi như là bi trí dũng, nói về người tu là phải có đủ bi trí dũng, phải đủ dũng cảm coi như là mới sống nổi trên cái cõi trần này, là mình phải dũng tâm mà gọi như là mình tu cũng như là tinh tấn tu hành nữa đó. Mình bi là coi như là mình phải đầy lòng yêu thương tất cả, đúng không các bạn? Mình phải dũng cảm lên đó, là vậy con lấy kiếm thư hùng bảo thân. Chỉ có kiếm thư hùng mới bảo được cái tấm thân của chúng ta thôi, chứ bây giờ chúng ta không có thể nào mà lấy cái kiếm mà kiếm đời được các bạn. Đó, kiếm thư hùng này là kiếm bi trí dũng của người con Phật Pháp, người con đi đến cái con đường giác ngộ tu nhân tích đức đó các bạn.
cái lời của vị tu đắc đạo này nói rất là hay. Con ơi, nhớ lời khuyên của Phật, thứ yêu này ác nghiệt vô cùng. Là ha, mình nói mình á, là nhớ lời khuyên của Phật nha, là nhớ phải lấy kiếm thư hùng mà bảo cái tấm thân của mình, chứ không có còn mà lấy vàng mà để che tấm thân mình, hay lấy tiền che tấm thân mình nữa. Mà con hãy lấy những cái bi trí dũng, những lời mà Phật dạy ha, để cũng như là bảo toàn được cái tấm thân của con trên trần này. Đó, đó là lời khuyên của Phật để lại cho mình. Mà đây là những lời mà những vị mà tu đắc đạo mà người ta viết hàng trăm năm rồi các bạn ơi, cho đến bây giờ mình đọc nó nghe thấm thiết vô cùng luôn. Trên cái cõi ta bà hiện nay tại sao mà nó quá đau khổ vậy? Là tại vì cái vấn đề yêu tinh đã đến trần gian này phá quậy, coi như là chúng ta không còn đường sống nữa. Các bạn thấy chưa? Rồi đây á, coi như tất cả những công ty xí nghiệp coi như nó làm coi như là rút ra rồi hả, bỏ vô rồi tất cả những gì nó làm tanh bành hết trơn rồi các bạn, không tự nhiên vậy thôi. Rồi mình hả, mất hết tất cả những việc làm và sự sống. Cho nên Tiết Già chia sẻ để các bạn có một cái tinh thần thép để chuẩn bị, tại vì mình đang làm trong một cái công ty đó không có chắc, nó không có chắc. Rồi mình đang cũng như là đang làm bất cứ cái gì cũng vậy, không có chắc. Rồi để nói cho các bạn nghe thêm rằng, ví dụ như các bạn mà đủ tiền mua cái gì đó các bạn đừng mua, không cần thiết đừng mua. Ví dụ như là hả, xe cộ vàng vòng hột sòn gì mấy cái đó bây giờ không có cần thiết nữa. Đủ tiền cứ để dành đó mà sống nha các bạn. Bây giờ rất là cần tiền mà để sống trên trần gian này. Tại vì khi mà yêu tinh nó đã coi như là hả, đã chấn động thế giới rồi, thì coi như là các bạn biết luôn là sự sống mình rất là khó khăn. Đó, nhưng mà các bạn ráng đi, còn có chút xíu nữa là coi như qua rồi, không có sao đâu. Tại vì hả, yêu tinh này á là như thế này nè, để cho bao nhiêu người nhìn thấy như vậy để giác ngộ để mà tu thôi đó, chứ không phải mà để nhìn thấy như vậy là mình sợ quá hãi hùng rồi mình không chịu tu, rồi mình nghĩ rằng mình sẽ qua. Không có qua đâu các bạn ơi, nó sẽ hả coi như là làm hoài luôn, làm chừng nào mình không còn mà gọi là mà hả, cái sự sống trên trần gian nó mới dừng lại. Tiết Già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng nghe lời cái vị tu đắc đạo này là nói rằng vậy, con lấy kiếm thư hùng bảo thân. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.